Xin chào các bạn. Một ngày đẹp trời bạn nhận được thông báo rằng là mail của bạn đã đầy, hoặc là bạn không nhận được bất kỳ mail của những người khác gửi đến cho bạn, hoặc là bạn nhận được thông tin rằng là các bạn ấy báo là không thể gửi mail cho bạn bởi vì mail của bạn đã đầy. Thế thì làm cách nào để khắc phục tình trạng này? Đây là một lỗi khá là phổ biến, bởi vì đối với các tài khoản Gmail thì dung lượng mà bên Google cho phép chỉ là 15GB, và sau một thời gian sử dụng thì chúng ta sẽ bị đầy. Trong video này sẽ hướng dẫn các bạn cách để khắc phục lỗi Gmail bị đầy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bật Google lên. Đúng ạ. Ở đây chúng ta sẽ có cái tài khoản chúng ta kích chuột trái, chọn quản lý tài khoản Google của bạn. Chúng ta chọn phần quản lý bộ nhớ. Chúng ta sẽ xác định được là chúng ta kích vào đây. Chúng ta kích vào xem chi tiết. Ở trong cái chi tiết bộ nhớ này thì Google sẽ phân tích rõ đó là chúng ta đang bị chiếm dung lượng ở những cái phần nào. Tổng dung lượng free sẽ là 15GB, và chúng ta sẽ thấy rằng là Google Photo đang chiếm 6GB này, Gmail là 1,9GB và Drive là 1,14GB. Vậy nguyên nhân làm cho Gmail bị đầy và không thể nhận mail của đối tác hoặc các bạn khác, đó là do Google Photo chiếm quá nhiều bộ nhớ. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều cách để chúng ta có thể xử lý cái vấn đề này. Thông thường là chúng ta có thể xóa mail này, xóa Drive, nhưng rõ ràng là cái Google Photo này thì chúng ta có thể xem những ảnh nào chúng ta không dùng nữa, hoặc là những cái ảnh nào chúng ta có thể lưu trữ xuống về máy và giải phóng dung lượng. Thì ở đây thì thông thường thì Google Photo luôn luôn chiếm cái dung lượng lớn hơn. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung vào xử lý ở cái vấn đề của Google Photo. Bước tiếp theo để xử lý các cái vấn đề của trong Google Photo ấy, chúng ta kích chuột trái vào biểu tượng dấu 9 chấm này. Chúng ta chọn Google Photo. Đây là ảnh. Trong giao diện này của Google ảnh hoặc hay Google Photo ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những ảnh đã được bộ vào đây. Tuy nhiên thì có những ảnh mà chúng ta không sử dụng đến thì chúng ta có thể xóa nó đi. Chúng ta chọn, hoặc là chúng ta chọn toàn bộ cả ngày như này. Đấy. Ảnh nào chúng ta muốn giữ lại chúng ta bỏ đi. Sau đó thì chúng ta kích vào xóa, chuyển vào thùng rác. Nhiều bạn đến bước này thì các bạn đã nghĩ rằng là đã xong. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là đến bước này sau thì cái dung lượng chúng ta vẫn không có gì thay đổi. Đó là bởi vì tất cả dữ liệu chúng ta chỉ chuyển vào thùng rác thôi, chứ nó không phải là được xóa đi. Ở đây chúng ta phải thêm một bước nữa, đó là dọn sạch thùng rác. Chúng ta kích vào dọn sạch thùng rác. Đến đây thì rõ ràng là các cái dung lượng ta đã được giải phóng. Sau khi được như này thì chúng ta quay trở lại kiểm tra một lần nữa. Vẫn là cái vào quản lý tài khoản của bạn này, quản lý bộ nhớ, xem chi tiết. Và đây chúng ta sẽ xem được là chi tiết, xem là cái dung lượng ta đã được sử dụng như nào, và các cái vân chúng ta đã xử lý đã mở rộng cái dung lượng ta chưa. Hy vọng rằng với cái hướng dẫn cơ bản như thế này thì sẽ giúp các bạn để sử dụng Gmail cũng như là Google Photo một cách khoa học và giảm thiểu các cái lỗi do bộ nhớ bị đầy. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.